Nhắc đến content, phải đến 80% mọi người nghĩ đến hình ảnh những trang dài text trên Word hay là những bài viết trên blog. Điều đấy đúng nhưng mà chưa đủ, content là tất cả những gì mà người đọc có thể tiêu hóa được thông tin trên đấy. Nếu bạn muốn làm cho người đọc của mình có trải nghiệm độc đáo hơn và tạo ra một chiến dịch content marketing thành công, bạn cần phải biết và học thêm nhiều biến thể khác của content marketing. Và trong bài giảng này thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu 15 dạng content marketing phổ biến được rất nhiều thương hiệu áp dụng. Trung bình thì trong một chiến dịch content marketing thì mỗi doanh nghiệp sẽ sử dụng từ 6 đến 9 dạng hình thức như là blog, video, podcast hay là email, webinar hay là post social. Thì chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta chỉ tiếp cận với khách hàng ở một dạng nội dung là blog hay là video thôi thì sẽ rất là khó để chiến dịch content marketing của chúng ta thành công. Để tạo ra được một chiến dịch content marketing thì chúng ta phải biết cách để phối hợp nhiều dạng content marketing với nhau để nhằm tăng sự thích thú và tối ưu tỷ lệ chuyển đổi trên các nội dung mà chúng ta truyền tải đến với khách hàng. Nào, cùng Tâm xem qua 15 dạng content marketing phổ biến sau đây nhé. Dạng thức đầu tiên của content marketing đó chính là blog. Thì đây là một hình thức quá phổ biến trong content marketing rồi, bởi vì đây là một hình thức content triển khai với chi phí thấp và hiệu quả cao, thu hút được sự quan tâm của khách hàng. Blog giúp chúng ta có thể chia sẻ thông điệp thương hiệu đến gần với khách hàng hơn thông qua các tin tức về sản phẩm, dịch vụ hay thị trường. Khi nội dung thông tin được chia sẻ qua blog của doanh nghiệp và chúng ta sẽ khuyến khích được khách hàng cũ tiếp tục ghé thăm blog hoặc là nuôi dưỡng những khách hàng mới, những người dùng mới trở thành khách hàng tiềm năng của chúng ta. Ngoài ra thì chúng ta còn xây dựng được lòng tin đối với người dùng khi mà chưa biết đến doanh nghiệp. Tiếp đến là dạng thức video hoặc là video marketing. Với sự bùng nổ Internet, mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, TikTok, YouTube hiện nay, thì nếu doanh nghiệp của bạn muốn cạnh tranh và phát triển thì không thể nào bỏ qua dạng content marketing về video. Đây là một hình thức gây sự chú ý và thu hút của khách hàng mục tiêu nhanh chóng, hiệu quả với bất cứ ngành nghề nào. Trên thực tế thì các hoạt động trực tuyến của người dùng hiện nay, 1/3 trong số đó là đã xem nội dung trên video rồi. Nhìn chung thì video marketing và cả những viral video marketing được chia thành 8 loại chính sau. Video sản phẩm, nói về sản phẩm. Video doanh nghiệp, nói về những con người, thành viên đóng góp vào tổ chức hay là doanh nghiệp gì đó. Tiếp đến là quảng cáo truyền hình hay là app videos hay là video hoạt hình giải thích về một khía cạnh nào đó. Hoặc là website video hay là video tutorial hướng dẫn cách làm vân vân. Và cuối cùng là video testimonial, là video ghi lại đánh giá của khách hàng khi mà sử dụng một dịch vụ hay là sản phẩm của bạn. Dạng biến thể thứ ba của content marketing mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là infographic. Mình vô cùng yêu thích loại hình này bởi vì là nó rất là trực quan. Và đây là dạng visual content, có nghĩa là dạng content này sẽ là một yếu tố then chốt để khẳng định sự cạnh tranh của bạn so với đối thủ. Bởi vì tính chất là gifographic và infographic rất là khó làm và có sự khan hiếm trên thị trường. Và mỗi hình ảnh hay là infographic mà bạn tạo ra trên website hay là social media là những thứ sẽ rất là thu hút người dùng và tạo ra những content viral rất là tốt. Tiếp đến là ebook. Ebook là sách điện tử, chứa đựng một số lượng lớn những thông tin được chia sẻ về nhiều khía cạnh của một vấn đề, thường được đóng gói lại thành dạng PDF. Ebook là một loại nội dung dài hạn, hiệu quả mà doanh nghiệp có thể sử dụng để cung cấp giá trị cho khách hàng tiềm năng. Với nội dung trên ebook, đòi hỏi bạn phải đầu tư nhiều hơn nhằm đem đến cho khách hàng của mình những thông tin thực sự hữu ích và cần thiết với họ. Và một số doanh nghiệp sử dụng ebook trong chiến dịch content marketing của mình bằng cách là chúng ta sẽ chia sẻ một ebook nào đó về cách hướng dẫn hay là cung cấp một thông tin hữu ích nào đó để giúp gia tăng số lượng email đăng ký nhận tin của bạn trên website. Ngoài ra thì ebook còn giúp cho doanh nghiệp của chúng ta tiết kiệm được chi phí in ấn, đóng gói hay là vận chuyển so với các dạng như là sách, tạp chí. Tiếp đến sẽ gia tăng sự uy tín và nhận diện thương hiệu của chúng ta hơn. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể tạo ra được nguồn doanh thu, ví dụ như chúng ta bán ebook chẳng hạn. Một dạng biến thể tiếp theo đó chính là social media post. Hiện nay thì các bạn có thể thấy là hầu hết các doanh nghiệp đều cố gắng tận dụng sức mạnh của phương tiện truyền thông để có thể tiếp cận được khách hàng mục tiêu của mình. Các nền tảng truyền thông xã hội như là Facebook, YouTube, Twitter, Instagram giúp cho các doanh nghiệp tiếp cận được đối tượng mới và nuôi dưỡng được mối quan hệ với khách hàng. Lợi ích của việc chúng ta dùng các dạng social media post này có thể là giúp cho doanh nghiệp chúng ta tăng lượng truy cập traffic về website, nâng cao khả năng nhận diện thương hiệu hoặc là tăng tỷ lệ chuyển đổi bán hàng. Biến thể tiếp theo là GIF và MIMI.
Mimi và GIF là một trong những loại nội dung tạo ra được sự tương tác tốt và mang tính lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Đây là một dạng content marketing mang tính chất hài hước, được thể hiện qua những loại hình ảnh nhằm thu hút sự chú ý của người dùng. Và doanh nghiệp có thể tận dụng các dạng hình thức này để mang lại sự phấn khích và thu hút sự chú ý vào một vấn đề gì đó. Và để tạo ra những bức ảnh mini và GIF này, bạn có thể tham khảo những trang như là EZGIF, GIFX, Giphy. Một dạng tiếp theo đó chính là postcard. Postcard có thể hiểu đơn giản là một series video cho thương hiệu của bạn. Người dùng có thể vừa nghe, vừa làm việc tại nhà, tập thể dục hay là dù đang lái xe họ vẫn có thể nghe được. Hiện tại thì việc website ở Việt Nam phát triển nội dung dạng postcard này thì có rồi, nhưng mà chưa có sự đầu tư cũng như là chưa chuyên nghiệp quá cao. Nhưng mà dạng postcard này thì lại rất phổ biến ở môi trường quốc tế. Đây sẽ là một dạng xu hướng content trong tương lai để giúp tối ưu trải nghiệm của người dùng. Tiếp đến là webinar. Từ webinar là sự kết hợp giữa web và seminar là hội thảo. Webinar là một sự kiện được tổ chức trên Internet dành riêng cho khán giả trực tuyến. Người tham gia theo dõi webinar thông qua PC, máy tính bảng hoặc là smartphone. Ngoài ra thì các hình ảnh video hay là các slide PowerPoint đều có thể được phát đồng bộ trên webinar khi mà doanh nghiệp của chúng ta tổ chức. Sử dụng webinar có thể giúp doanh nghiệp của chúng ta chiếm được lòng tin của khách hàng và giúp giải quyết được những thắc mắc cũng như là vấn đề của nhiều khách hàng tiềm năng. Đồng thời đây là một loại nội dung trực tuyến độc đáo, khiến cho doanh nghiệp có thể tăng được uy tín của mình. Một dạng biến thể tiếp theo của content marketing đó chính là livestream. Dù chỉ mới xuất hiện vào đầu năm 2016, nhưng nó đã trở thành một công cụ cực kỳ bá đạo trong content marketing. Live video giúp cho người dùng tương tác với thương hiệu nhiều hơn hẳn so với những hình thức content thông thường. Bạn cũng có thể đo đếm được hiệu quả của nội dung của mình truyền tải bằng cách là đo lường về số lượng người theo dõi và các chuyển đổi sau khi mà livestream. Càng nhiều người xem càng chứng tỏ content của bạn đã thu hút được khách hàng. Tiếp đến là dạng email marketing. Tiếp thị qua email. Đây là việc chúng ta sẽ gửi thư thương mại đến một nhóm khách hàng thông qua địa chỉ email của họ. Theo đó, mỗi email được gửi đến khách hàng tiềm năng hoặc đã mua hàng của doanh nghiệp. Trong tất cả các hình thức quảng cáo thì email marketing là hình thức duy nhất mà người dùng chủ động yêu cầu nhận được từ website của doanh nghiệp. Một số lợi thế của việc sử dụng email so với các hình thức khác bao gồm là chúng sẽ không đòi hỏi quá nhiều chi phí và đội ngũ. Ngoài ra thì doanh nghiệp có thể hướng thông điệp dịch vụ, sản phẩm của mình đến với khách hàng mục tiêu một cách chủ động. Tiếp đến là chúng ta có thể đo lường hiệu quả tỷ lệ chuyển đổi một cách rất là dễ dàng bằng cách sử dụng các công cụ gửi email marketing như là Mailchimp, Gatsby, vân vân. Và cuối cùng là chúng ta sẽ tiếp cận được một số lượng lớn người dùng. Một dạng thức tiếp theo của content marketing đó chính là feedback. Feedback giúp cho bạn có được một bằng chứng xã hội về dịch vụ hoặc là sản phẩm của mình. Đây là loại tiếp thị nội dung thiết yếu để có thể thu hút được khán giả của bạn chuyển đổi thành khách hàng. Bạn có thể đưa nó lên website của mình dưới dạng là văn bản hay là dạng nội dung video, bởi vì nó sẽ giúp cho khách hàng gia tăng được niềm tin đối với sản phẩm và dịch vụ. Tiếp theo là dạng content marketing là app. App Content Marketing là việc chúng ta đưa nội dung về thương hiệu tích hợp trong một ứng dụng trên điện thoại. Việc này giúp cho doanh nghiệp của chúng ta liên tục nhắc nhớ đến người dùng về thương hiệu. Sử dụng app trong Content Marketing đồng nghĩa với việc là bạn phải làm Mobile Marketing. Và tất nhiên việc này đòi hỏi khá nhiều chi phí, đầu tư vào công nghệ để bắt tay vào thực hiện. Một số thương hiệu triển khai Content Marketing về app này thì bạn có thể tham khảo như là Pizza Hut, KFC hay là Vogue ở Việt Nam. Và khi mà sử dụng app content marketing thì các bạn có thể đưa lên những nội dung liên quan về chương trình khuyến mãi hay là cập nhật sản phẩm mới hay là khai trương cửa hàng. Ngoài ra thì bạn có thể đưa ra một số dịch vụ trực tuyến của doanh nghiệp mình để thu hút được khách hàng. Một biến thể cuối cùng của content marketing đó chính là game. Cũng tương tự như dạng app thì game cũng đòi hỏi doanh nghiệp phải có một sự đầu tư rất là lớn. Ví dụ như The Body Shop đã làm khi mà thực hiện marketing cho dòng TGI của mình. Hoặc đơn giản hơn là các game kiểu like, share và trúng quà, nhanh mắt nhanh tay hay là ngẫu nhiên quay số chẳng hạn. Ngoài ra thì chúng ta có thể lồng ghép những sản phẩm rất là đa dạng. Các bạn có thể lồng ghép sản phẩm của mình bằng nhiều cách khác nhau. Có thể là vật phẩm trong game hoặc là có thể là một kho báu cuối cùng. Và vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn 15 dạng biến thể của content marketing. Và các bạn có thể căn cứ vào loại hình doanh nghiệp cũng như là tình hình chiến dịch của mình, từ nguồn lực đến chi phí xem như thế nào, và áp dụng những loại content marketing cho phù hợp. Hẹn gặp lại các bạn ở bài giảng sau.